Một là về theo tao và làm theo ý của tao. Đi về. Mày. Ăn uống thì giờ này. Đi lên. Chị dở à? Tôi bán cái kiosk rồi đi làm cái gì? Báo công an á. Đập phá đây. Báo à. Tất cả những hành động đập phá vừa rồi của chị, tôi đã ghi lại ở trong điện thoại rồi. Một là về theo tao và làm theo ý của tao. Hai nhá, tao đánh mày ở đây đấy. Nhanh lên, đi về. Không, cứu với, cứu với, cứu với, cứu với. Bỏ ra. Làm cái gì ấy? Đây chỉ là đứa trẻ thôi. Chị làm thế không sợ đau à? Đau á? Mày là ai mà xía vào chuyện của tao? Đây là người của tao. Tao dạy dỗ nó ảnh hưởng thế này. Mày có tin là tao đánh luôn cả mày đây không? Này, mày làm gì đấy? Chỉ có tin là tôi gọi công an. Xem chị có dám đánh người không nhá. Mày, hôm nay tao có chuyện bận thôi. Tao không ở lại chơi chúng mày thêm được. Chúng mày nhớ mặt tao đấy. Cứ chờ đấy. Em có làm sao không đấy? Anh cho em này. Em tên là gì? Mà sao em lại ở đây? Ủa ơi, cho bánh mì. Anh đợi em một chút ạ. Quánh hết 15.000 ạ. Em cảm ơn. Em ơi, em cầm lấy đi. Alo, em nghe à? Em đang ở kia đâu không ạ? Công việc thế nào hết chứ? Công việc vẫn ổn anh ạ. Món ăn làm vệ sinh nên là em chọn lọc từ quê hương. Rất nhiều người ủng hộ anh ạ. Mà lắm lúc không có hàng mà bán đấy anh. Em nói thế thì anh mừng rồi. À mà thằng con bé anh cứ còn đến không? Ủa, sao thế hả anh? Anh biết ngay mà. Em lại có thích mềm lòng rồi bị lợi dụng không biết. Anh thấy nó bẩn thỉu, nhìn có vẻ danh mà. Em đừng cho nó đồ ăn nữa. Coi chừng nó quay thơ lên mãi đấy. Em hiểu mà. Nhưng em thấy thế, em không đành lòng anh ạ. Giúp một người cũng là giúp mà anh. Dạ vâng ạ. À anh ơi, em đang có khách, em gọi lại cho anh sau nhé. Em chào anh ạ. Cho em này. Chắc từ hôm qua đến giờ đói lắm phải không? Đi về. Mày. Ăn uống thì giờ này. Đi lên. Chưa. Đi về. Nhanh lên. Làm cái gì đấy? Tao là mẹ nó. Tao đến để đưa nó về. Này. Tự nhiên chị ở đâu đến dứt tóc con bé. Chị không sợ nó đau à? Đau cái gì? Nó là con tao. Nó bỏ nhà đi mấy ngày hôm nay rồi, nó không chịu về. À, có phải chính mày
mày là người chứa chấp nó để nó không về đúng không? Hả? À. Mày phải để con bé đi về với tao. Nếu không tao sẽ báo công an. Mày vì cái tội dụ dỗ trẻ con. Này, chị đừng có mà quá đáng nhá. Quá đáng á? Tao thấy mày mới là người quá đáng ấy. Mày đang xen vào việc của nhà tao. Chỉ là chủ của một cái kiosk bé tí như thế này mà thủ đoạn quá nhở? Dụ dỗ trẻ con đến làm không công cho mình à? Mày có tin tao báo công an không? Hả? À. Con này, theo tao đi về. Này này, này này. Mày thấy mày ngu chưa? Nếu như mày để tao đưa con bé đi thì có phải là mày không bị ăn tan không? Anh có sao không ạ? Anh không sao đâu, em đừng có sợ. Mày định diễn kịch ở đây à? Tao nhìn tao buồn nôn rồi đấy. Con này theo tao đi về đi lên. Không, con bé ở với tôi. Tôi không đồng ý đâu. Đồng ý đó. Anh ơi, cô ấy không phải mẹ của em đâu. Cô ấy bắt em về làm ăn xin đấy ạ. Em đừng có sợ, có anh ở đây rồi, em không phải đi đâu hết. Cái gì? Không sợ? Này! Đánh ra! Mày nhớ mặt tao ngày hôm nay đấy! Này! Em có làm sao không đấy? Có bị thương ở chỗ nào không? Em không sao, em xin lỗi anh vì em anh bị đánh. Anh không sao đâu. Mà bố mẹ em đâu? Sao em lại ở đây? Em là trẻ mồ côi, được bố mẹ nhận nuôi. Nhưng bố mẹ bỏ rơi em rồi. Em phải lang thang ngoài đường. Từ đó chỉ có mỗi mình anh cho em ăn. Nên em hay đứng gấp bên kia để trông hàng cho anh. Hay bây giờ em ở đây trông hàng cho anh, không đi đâu hết. Anh sẽ chăm sóc cho em, được không? Thật á? Vậy bây giờ anh có anh trai rồi á? Ừ, anh sẽ chăm sóc tốt cho em, không bỏ rơi em đâu. Vâng ạ. Chào chị ạ. Cho cái bánh mì que đi. Chị đợi một chút ạ. Chúc chị ngon miệng ạ. Này, sao bên trong con bánh bẩn này có dán dụng gì trong này này? Chị ơi, quán em không thể có chuyện đấy được à? Nếu như có dán, tại sao có cả nguyên con ở trong này được? Chắc chắn có người hại bọn em đấy ạ. Bây giờ như này nhá. Một là anh sang nhượng lại cho tôi cái kiosk này của anh. Bởi vì là cái kiosk này anh làm lâu rồi. Hai là tôi sẽ bóc phốt lên mạng. Và cái kiosk này của anh làm ăn bẩn. Không, chị dở à? Tôi bán cái kiosk thì đi làm cái gì? Chắc chắn là có người gài bẫy để thu mua kiosk giá rẻ. Không phải chị không đấy. Là tao ấy, biết sao? Tao nói cho mày biết nhá. Ở cái khu này ấy, tao đã mua được gần hết tất cả kiosk rồi. Chỉ còn cái kiosk này của mày thôi. Bây giờ mày có bán được đâu không? Này, chị không sợ pháp luật à? Tôi sẽ báo công an đấy. Báo công an á? Bây giờ mày báo đi. Này, chị làm cái gì đấy? Mày, chị làm cái gì ở đây đấy? Mày là con nào đấy? À, là con em nuôi của mày đó. Côn hồn ý, bảo anh trai của mày sang nhượng cho tao kiosk này đi. Không phải tao phá hết đấy. Chị dám à? Tất cả những hành động đập phá vừa rồi của chị tôi đã ghi lại ở trong điện thoại rồi. Và tôi cũng được biết chị là cò mồi chuyên nghiệp, chuyên đi thu mua các kiosk và các cửa hàng giá rẻ để bán lại cho gian thương. Chị nghĩ là chị qua mắt được tôi à? Hôm nay chị đụng đến đây là chị nhầm rồi đấy. Mày cũng ghê gớm quá nhở. Mày là ai? Mày có tư cách gì mà nói chuyện với tao? Tôi là giám đốc công ty TB. Như vậy đã đủ tư cách chưa? Chỉ có cái loại người biết đến tiền, lợi dụng người khác như chị mới là không đủ tư cách để nói chuyện với tôi đấy. Giám đốc á? Tôi sẽ giao nộp tất cả bằng chứng này cho công an để họ cho chị đi tù. Chị sẽ phải trả giá với những hành động của mình. Thôi, cô đừng báo công an. Tôi... cho tôi xin lỗi. Quá muộn rồi. Bây giờ thì cô đi đi. Tất cả những sai lầm của cô đều sẽ phải trả giá cả. Cảm ơn em nhé. Nhờ của em mà anh mới giữ được cái kỹ thuật bán hàng này đấy. Nơi đây không chỉ bán thức ăn mà còn bán cả sự thực tế và chân thành đấy.
Chờ mẹ, mẹ ra ngoài đã. Anh ơi, ngày mai mình đi đâu đấy? Quán game. Ôi, lại chơi game cả tuần, chơi game chán cũng chết đi được. Thế bây giờ em thích đi học hay là đi chơi game? Em thích chơi anh. Đi về nhà này. Này, việc của chị ở đây à? Độ làm ơn buông tha cho em gái tôi đi. Anh bảo đấy hả? Cậu đi về ngay đi. Thôi anh về nhá. Nhá. Mai mình gặp lại. À, nhá. Đi về. Đi vào nhà ngay. Chị bỏ ra. Chị nghĩ chị là chị ruột tôi đấy à? Mi, không được cãi chị con như thế. Này mẹ ơi, con nói gì sai à? Chị tao có phải là con của mẹ con mình đâu. Là con riêng của bố mà. Nhưng chị vẫn là chị gái của em. Và chị có trách nhiệm phải quan tâm đến em. Con biết nhà mình mà. Mẹ chỉ là vợ hai thôi. Mẹ con mình không có tư cách làm khổ chị gái con. Thế có ai bắt chị ở cùng đâu. Mà tôi nói cho chị biết nhá. Đừng có mà xía về chuyện của tôi. Không ấy thì tôi thuê người đánh chị vỡ mồm mà đấy. Mi. Ui, mẹ ơi, mẹ ngồi xuống đây đi ạ. Hôm mới trả cái. Thủy ơi, con thông cảm cho em nói nhá. Tính nó ngang ngược từ bé đấy con ạ. Vâng, em nó còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện. Con thông cảm được mà mẹ. Mà dạo này sức khỏe của mẹ thế nào rồi ạ? Ừ, mẹ đỡ hơn xưa nhiều rồi con ạ. Chỉ khổ thân con. Chỉ vì mẹ mà tốn kém. Con không sao mà. Ngồi xuống đây đi. Chạy thận tốn kém quá. Hay là thôi, con cứ kệ mẹ đi. Được ngày nào, hai ngày đấy con ạ. Kệ mẹ, như thế sao được ạ? Con cũng là con gái của mẹ mà. Chị xin đi tiền đi. Em còn đang là học sinh, tiêu tiền phải biết tiết kiệm chứ. Nhiều nhỉ. Mi ơi, tại sao con cứ suốt ngày xin tiền chị con thế nhỉ? Con mẹ hay nhỉ. Bây giờ con là học sinh chứ không phải đi làm đâu mà kiếm được tiền thì là xin à? Đừng có mà phung phí quá đấy. Từng này em sao đủ cho thêm đi. Mi, mà mẹ nói cho con biết nhá, mấy ngày hôm nay con nghỉ học, con đừng tưởng mẹ không biết. Này, lại là chị nói đấy à? Tôi không ngờ ấy, mồm chị rộng thật đấy. Mi, xin lỗi chị đi. Tại sao bây giờ lại có kiểu ăn nói với chị mình như vậy? Con không xin lỗi. Ơ, trời ơi. Con ơi, thế tại sao con không nói thật với em nó? Là cái tiền con chữa bệnh cho mẹ, là tất cả số tiền tiết kiệm của con. Mẹ đã khổ con rồi. Con không thấy khổ mẹ ạ. Em Mi còn nhỏ như vậy, con sợ em biết, lại lo lắng. Giá như con Mi, nó hiểu chuyện được như con bằng một nửa thôi. Mẹ cũng mừng lắm rồi. Con không sao đâu mà. Với cả con là chị cả trong nhà, thì con phải có trách nhiệm lo toan cho gia đình chứ ạ. Mẹ già rồi, yếu là phải. Mẹ ơi, mẹ cẩn thận tí đi. Nhà có mua mấy cái cốc bây giờ mày định phá hết đấy à? Nhưng mà mẹ mệt quá. Còn lạ gì mấy cái bệnh giả vờ của mấy bà già. Mẹ cứ đợi bà Thủy về rồi mẹ than vãn đi. Con chào mẹ ạ. Công nhận chị thiêng thật đấy. Đấy, mẹ tôi kêu đau cơ đớn này. Làm gì thì làm đấy. Mẹ thấy thế nào rồi ạ?
Anh vừa cho mẹ đi bác sĩ khám nhá. Mẹ mệt quá con ạ. Cảm ơn con. Cũng sắp đến ngày chạy thận tiếp rồi ạ. Để mai con đưa mẹ đi bác sĩ. Nhiều tiền, anh qua đón em đi ngay nhá. Số nhanh lên nhá nhá. Thấy không con? Không thấy đâu rồi mẹ ạ. Ôi thế thì chẳng nhẽ nhà mình lại có trộm à? Nhưng mà cửa giả nhà mình có bị phá đâu. Thế thì trộm nó vào bằng kiểu gì con nhỉ? Cả một số tiền lớn như thế giờ mất rồi. Bệnh tình của mẹ biết phải làm sao. Chờ mẹ, mẹ ra ngoài đã. Mẹ ơi. Con đi đâu đây? Con đi đâu, việc gì của mẹ mà mẹ hỏi? Mẹ này hay nhở? Thôi, con đi đây. Anh có thấy cái đồng hồ em tặng anh đẹp không? Đẹp. Nhưng mà không đẹp bằng em đâu. Thế thôi, tiền sao em trả tặng nữa. Này, sau này ấy, em lại có một khoản máu bở ấy. Gọi cho anh ấy nhá. Ok. Này cậu kia, từ bây giờ tôi cấm cậu không được lại gần con gái tôi. Mẹ nói cái gì đấy? Sao mẹ lại mắng anh Bảo? Còn cả con nữa đấy. Nuôi con ăn học, để đến bây giờ con bỏ học để con đi theo dai đây này. Vậy à chị à? Lúc nào chị cũng mách lẻo như thế à? Chị và mẹ đều yêu thương em. Tại sao em cứ mãi mãi ngang bướng sai trái thế à? Này, mày không có đủ tư cách ở đây đâu. My bảo với tao ấy, mày với My ấy chả là cái gì cả. Đừng có xem vào chuyện của bọn tao. Cậu làm ơn buông tha em gái tôi đi. Thôi, bọn mình đi đi. Em không có muốn ở đây nữa. Dù sao thì em cũng còn một ít tiền. My, em vừa nói cái gì? Có phải em ăn cắp tiền của chị không? Mà đúng rồi đấy. Tiền ở đâu ra mà con mua cái túi sách này? Ai dạy em cái thói ăn trộm ăn cắp đấy hả? Hay là chính anh ta là người xui ra em hả? Mày đừng có vu khống nhá. Em gái mày ấy cũng chẳng phải loại đàng hoàng tử tế gì đâu. Cái nòi giống ăn cắp từ đời bố mày ấy liên quan gì đến tao? Anh nói cái gì đấy hả?
thôi nhá. Chuyện của mày ấy, tự mà giải quyết đi. Còn cái đồng hồ này, nó là của tao đấy. Đấy nhá. Chị hạnh phúc chưa? Chị hạnh phúc khi chị phá nát hạnh phúc của em mình chỉ vì mấy đồng bạc chưa? Này, em tỉnh lại đi được không hả? Này nhá, chị không có quyền đánh tôi. Chị chả là cái gì cả, chị không phải là chị ruột của tôi. My, con có biết số tiền con ăn trộm của chị con ra để làm gì không? Tiền ấy thì cũng chỉ để tiêu thôi. Cái số tiền mà con ăn trộm của chị con ấy là do chị con thích góp vất vả mới có được để chạy thân cho mẹ đấy. Mà mày lỡ lòng nào mày đánh trộm tiền của chị mày mang đi cho dài thế hả con? Mẹ nói cái gì cơ? Sao mẹ lại phải chạy thân? Chả ai nói cho con cái đấy đi. Nói cho con biết thì con có quan tâm tới mẹ không? Hay là con bậc sắc mẹ? Cũng không thèm quan tâm sức khỏe của mẹ như thế nào đâu. Chị con làm vất vả như thế nào? Con chỉ thân con thôi. Không sao cả, tiền tiêu hết rồi, chị có thể kiếm lại được. Chị chỉ cần mẹ và em mãi mãi khỏe mạnh là chị vui rồi. Mẹ sao rồi ạ? Sau mấy đợt chạy thận, sức khỏe của mẹ cũng đỡ hơn. Nhưng chị nghĩ không được lâu dài đâu. Mẹ ơi, mẹ cố gắng lên mẹ ạ. Con cứ như thế này, ngang bướng hư hỏng như thế này thì mẹ chẳng thiết cái gì nữa đâu. Mẹ ơi, con sai rồi. Kể từ bây giờ con sẽ chăm chỉ học hành, không yêu đương nhăng nhít. Con sẽ đi làm thêm để phụ tiền ạ. À.